Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. David cất cho mình những cung đền tại thành David và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời cùng dựng nhà trại cho hòm ấy. Khi ấy David bèn nói rằng: ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai xứng đáng khiêng hòm của Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va đã chọn chúng đặng khiêng hòm của Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài luôn luôn. David bèn nhóm cả Israel tại Jerusalem đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về nơi người đã sắm sửa cho hòm. David cũng hội lại các con cháu A-rôn và người Lê-vi. Về dòng Kê-hát có U-ri-ên là trưởng tộc cùng các anh em người, được 120 người. Về dòng Merari có A-sa-gia là trưởng tộc cùng các anh em người, được 220 người. Về dòng Gẹt-xôn có Dô-ên là trưởng tộc cùng các anh em người, được 130 người. Về dòng Eli-sa-phan có Sê-ma-gia là trưởng tộc cùng các anh em người, được 200 người. Về dòng Hebron có Eliên là trưởng tộc cùng các anh em người, được 80 người. Về dòng Usien có Aminadab là trưởng tộc cùng các anh em người, được 112 người. David gọi thầy tế lễ Sa-đốc, Abiathar và những người Lê-vi, tức Urien, Asaya, Yoen, Shemaya, Eliên và Aminadab mà bảo rằng: các ngươi là tộc trưởng của chi phái Lê-vi. Vậy hãy cùng anh em các ngươi dọn mình cho thánh sạch, rồi khiêng hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đến nơi mà ta đã sắm sẵn cho hòm. Vì tại lần trước các ngươi không có khiêng hòm, và chúng ta không theo lệ đã định mà cầu vấn Đức Giê-hô-va, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã hành hại chúng ta. Vậy những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch đặng thỉnh hòm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các con cháu Lê-vi dùng đòn khiêng hòm của Đức Chúa Trời trên vai mình, y như Môi-se đã dạy biểu tùy lời của Đức Giê-hô-va. David truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi: hãy cắt trong anh em họ những người hát sướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đờn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên. Người Lê-vi bèn cắt Hê-man, con trai của Yoen, và Asap, con trai của Berekia, thuộc trong dòng họ người. Lại về dòng Merari là anh em họ thì đặt Ethan, con trai của Kushaya, chung với các người ấy. Lại lập những anh em dòng thứ là Sachari, Ben, Yasien, Shemiramot, Yehien, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matithia, Eliphele, Mitneya, Obed-edom và Jeien là người giữ cửa. Những người hát sướng là Heman, Asap và Ethan, dùng những chập chỏa đồng đặng vang dày lên. Sachari, Asien, Shemiramot, Jeien, Uni, Eliab, Maaseya và Benaya dùng ống quyển thổi theo điệu Alamot. Còn Matithia, Eliphele, Mitneya, Obed-edom, Jeien và Asasia đều dùng đờn cầm đánh theo giọng Sheminit đặng dẫn tiếng hát. Kenania, trưởng tộc người Lê-vi, cai việc ca sướng và dạy hát vì người giỏi về nghề ấy. Còn Berekia và Enkana giữ cửa trước hòm giao ước. Shebania, Yosaphat, Nethaneen, Amasai, Sachari, Benaya và Eliese, tức là những thầy tế lễ, đều thổi kèn trước hòm của Đức Chúa Trời. Obed-edom và Jehia giữ cửa trước hòm giao ước. Vậy David, các trưởng lão của Israel và các quan tướng ngàn quân đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ nhà của Obed-edom cách vui mừng. Khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, thì người ta tế lễ 7 con bò đực và 7 con chiên đực. David và các người Lê-vi khiêng hòm, kẻ ca hát và Kenania làm đầu những kẻ hát,
đều mặc áo vải gai mịn. David cũng mặc trên mình một cái ephod bằng vải gai. Như vậy, cả Israel đều thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên, có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chọa và vang dày giọng đờn cầm đờn sắt. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến tại thành David, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, ngó ngang qua cửa sổ, thấy vua David nhảy nhót vui chơi, thì trong lòng khinh bỉ người. Chương 16. Chúng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về, để trong trại của David đã dựng lên cho nó, đoạn dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời. Khi David đã dâng của lễ thiêu và của lễ bình an xong, bèn nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân sự. Đoạn phân phát cho hết thảy người Israel, cả nam và nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một cái bánh nho khô. Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. A-sáp làm chánh, Sa-cha-ri làm phó, rồi thì Giê-i-en, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-en, Ma-ti-thia, Eliab, Benaya, Obed-edom và Giê-i-en đều cầm nhạc khí, đờn cầm và đờn sắt. Còn A-sáp nổi chập chọa vang lên. Benaya và thầy tế lễ Gia-ha-si-en đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, David trao nơi tay A-sáp và anh em người bài hát này, đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va cầu khẩn danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc. Hãy ca hát cho Ngài, hãy ngợi khen Ngài, suy gẫm về các công việc mầu của Ngài. Hãy lấy danh thánh Ngài làm vinh. Phàm ai tìm cầu Đức Giê-hô-va khá vui lòng. Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi của Israel là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp là kẻ Ngài chọn. Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài và lời xét đoán của miệng Ngài. Ngài vốn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta, sự xét đoán Ngài làm ra khắp thế gian. Khá nhớ đời đời sự giao ước Ngài và mạng lệnh Ngài đã định cho ngàn đời, tức giao ước Ngài đã lập cùng Abraham và lời thề Ngài đã thề cùng Isaac, lại quyết định cho Gia-cốp làm điều lệ, cho Israel làm giao ước đời đời rằng: ta sẽ ban cho ngươi xứ Canaan là phần cơ nghiệp ngươi. Khi ấy các ngươi chỉ một số ít người, hèn mọn và làm khách trong xứ, trải từ dân này qua dân kia, từ nước này đến nước khác. Ngài không cho ai hà hiếp chúng, Ngài trách phạt các vua vì cớ họ mà rằng: chớ đụng đến những kẻ chịu sức dầu ta, đừng làm hại cho các tiên tri ta. Hỡi người khắp thế gian, khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngày ngày hãy tỏ ra sự chứng cứu của Ngài. Trong các nước hãy thuật sự vinh hiển của Ngài. Tại muôn dân khá kể những công việc mầu của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, đáng kính sợ hơn các thần. Vì các thần của những dân tộc vốn là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va dựng nên các tầng trời. Ở trước mặt Ngài có sự vinh hiển oai nghi, tại nơi Ngài ngự có quyền năng và sự vui vẻ. Hỡi các dòng của muôn dân, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi khắp thiên hạ, khá run sợ trước mặt Ngài. Thế giới cũng được vững bền, không sao lay động. Các tầng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỷ lạc. Còn trong các nước, người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị. Biển và mọi vật ở trong phải dội tiếng lớn lên, đồng nội và vạn vật trong nó đều khá vui vẻ. Bây giờ, các cây cối trong rừng sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng xét đoán thế gian. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là nhân từ, sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Hãy nói: hỡi Đức Chúa Trời, đấng chứng cứu chúng tôi, xin hãy cứu rỗi chúng tôi, hiệp chúng tôi lại và giải thoát khỏi các nước, để chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm được vinh. Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ đời đời.
cho đến đời đời. Cả dân sự đều đáp rằng Amen và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vậy David đặt Asaph và anh em người tại đó trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, hầu cho mỗi ngày phục sự luôn luôn ở trước hòm, làm việc ngày nào theo ngày nấy. Cũng đặt Obed-Edom và anh em người làm kẻ giữ cửa, số được 68 người, và Obed-Edom, con trai của Giê-đu-thun cùng Hô-sa. Lại đặt thầy tế lễ cả Sa-đốc và anh em người là những thầy tế lễ ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao trong Ga-ba-ôn, đặng sớm mai và chiều hằng dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của lễ thiêu, tùy theo các điều chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã truyền dạy cho Israel. Với chúng có đặt Hê-man, Giê-đu-thun và những người đã được chọn khác, gọi từng danh đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài còn đến đời đời. Còn Hê-man và Giê-đu-thun cầm những kèn và chập chỏa để làm nó vang dày lên cùng các nhạc khí dùng về bài ca hát của Đức Chúa Trời. Các con trai của Giê-đu-thun thì đứng tại nơi cửa. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình, còn David trở về đặng chúc phước cho nhà người. Chương 17. Khi David ở trong nhà mình, bèn nói với tiên tri Na-than rằng: Này, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở dưới những bức màn. Na-than tâu với David rằng: Hãy làm theo điều ở trong lòng vua, vì Đức Chúa Trời ở cùng vua. Sảy trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời phán cùng Na-than rằng: Hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi chớ cất đền cho ta ở, vì từ khi ta dẫn Israel lên khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, ta không ở trong đền nào hết. Nhưng ta ở từ trại này đến trại kia, từ nhà tạm này đến nhà tạm nọ. Phàm nơi nào ta đồng đi cùng cả Israel, ta há có phán biểu một người nào trong các quan xét Israel, tức người mà ta truyền bảo chăn dân ta mà rằng: Sao các ngươi không cất cho ta một cái đền bằng gỗ bá hương? Bây giờ ngươi hãy nói cùng David tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va của vạn quân phán như vậy: Ta đã lấy ngươi từ chuồng chiên, từ sau những con chiên, đặng lập ngươi làm vua chúa trên dân Israel ta. Phàm nơi nào ngươi đã đi, ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi được danh lớn như danh của kẻ cao trọng ở trên đất. Ta sẽ sắm sẵn một chốn ở cho dân Israel ta, vuông trồng chúng để chúng ở nơi mình, sẽ không còn bị khuấy rối. Con loài ác sẽ chẳng làm bại hoại chúng như khi trước nữa, như từ ngày ta đã lập quan xét trên dân Israel ta. Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi. Lại ta báo cho ngươi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ cất cho ngươi một cái nhà. Sảy khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai của ngươi đặng kế vị ngươi. Ta sẽ làm cho nước người vững chắc. Người ấy sẽ cất cho ta một cái đền, và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta. Sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước người. Song ta sẽ lập người đời đời tại trong nhà ta và tại trong nước ta, còn ngôi nước người sẽ được vững chắc cho đến mãi mãi. Na-than theo các lời này và sự mặc thị này mà tâu lại với David. Vua David vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, tôi là ai và nhà tôi là gì mà Chúa đem tôi đến đây? Đức Chúa Trời ơi, ơn đó Chúa lấy làm nhỏ mọn thay. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Chúa có hứa ban ơn cho nhà của tôi tới Chúa trong buổi tương lai đến lâu dài, và có đói xem tôi theo hàng người cao trọng. Chúa làm cho đầy tớ Ngài được sang trọng như thế, thì David còn nói gì được nữa, vì Chúa biết đầy tớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài đã theo ý lòng mình
mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài, đặng bày ra các sự cả thể này. Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài. Và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống như dân Israel của Chúa, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đi chuộc lại làm dân riêng của Ngài sao? Nhờ sự cả thể đáng kính đáng sợ, Chúa được danh rất lớn, đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa, là dân Chúa đã chuộc lại khỏi xứ Ai Cập. Vì dân Israel, Chúa đã khiến thành dân riêng của Ngài đến đời đời. Còn Đức Giê-hô-va ơi, Ngài trở nên Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, nguyện lời Ngài đã hứa về tôi tớ Ngài và về nhà nó được ứng nghiệm đến đời đời. Cầu Chúa làm y như Ngài đã phán. Nguyện điều ấy được vững chắc và danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel, tức là Đức Chúa Trời cho Israel. Còn nhà David là tôi tớ Chúa, được đứng vững trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời tôi ơi, Chúa có bày tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết rằng Chúa sẽ lập một cái nhà cho người. Bởi đó cho nên kẻ tôi tớ Chúa dám cầu nguyện ở trước mặt Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa. Thế thì nay cầu xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa, hầu cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa. Vì Đức Giê-hô-va ơi, hễ Ngài ban phước cho nó thì nó sẽ được phước đến đời đời. Chương 24. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Phaolô bị đòi đến rồi, Tertullu khởi sự cáo người như vậy: Bẩm quan lớn Philip, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth, cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Và đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tin sạch chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Philip vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng: Khi nào quan quản cơ Lysia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn người truyền cho thay đổi giữ Phaolô, nhưng phải cho người hơi được thông thả. Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Philip
với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa đến, rồi sai gọi Phao-lô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ. Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-líp run sợ, nói rằng: "Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại." Phê-líp cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi 2 năm, bốt tiêu Phê-tu đến thay Phê-líp. Bởi cớ Phê-líp muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 25. Phê-tu đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Cesare đi lên thành Jerusalem. Tại đó có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người. Vì có ý nghịch thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Jerusalem. Họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Cesare và chính mình người sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng: "Những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta. Nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện." Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Cesare. Sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. Phao-lô mới đến thì có các người Giu-đa ở thành Jerusalem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình rằng: "Tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Cesare." Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa thì trả lời rằng: "Ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng?" Phao-lô bèn thưa rằng: "Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Cesare, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Cesare." Kế đó Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng: "Ngươi đã kêu nài Cesare, chắc sẽ đến nơi Cesare." Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Cesare đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua rằng: "Đây có một tin tù mà Phê-líp đã để lại. Lúc tôi ở thành Jerusalem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đè chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giê-xu đã chết kia mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Jerusalem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng? Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Cesare." Agrippa bèn nói với Phê-tu rằng: "Ta cũng muốn nghe người ấy." Phê-tu tâu rằng: "Đến mai vua sẽ nghe." Vậy qua bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lệnh điệu Phao-lô đến. Đoạn Phê-tu rằng: "Tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này. Vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi, tại thành Jerusalem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết, và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Cesare, nên tôi định giải nộp cho Cesare. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông
nhất là trước mặt vua là Agrippa. Đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. Và tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó thì là trái lẽ lắm. Thi Thiên 131. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.